Những thứ tôi tìm được ở sai của cây: chân gà cày trắng không vết mũi đốt luôn. Hay là trắng thế? Úi dồi ôi, cái mùi ớt nó sọc lên mũi. Nhưng kỳ lạ nha, sao chân cứ bị cụt mất hai ngón vậy? Xương cũng mềm phết, cay hơi nhẹ nhẹ thôi, không cay quá đâu. Sẽ có khoảng 2 cái khấu đít của cái chân cùng với khoảng 3 cái chân kỳ lạ, luôn luôn thiếu mất hai ngón. Chân gà cay xì dầu, nhìn nó có chán không chứ này? Không biết đây là xì dầu gì, chưa ngửi bao giờ. Vị gì kiểu dị dị, kiểu ngọt ngọt ấy, kiểu hơi ngọt ngọt nợ nợ ấy. Nói thật là cái này nó không phù hợp với khẩu vị của mình cho lắm. Món cuối cùng, bento, nhưng mà là người chơi hệ sợ. Món này chắc không phải nói nhiều về vị rồi, mọi người ăn một sợi sẽ thấy rất bình thường. Nhưng không, mọi người ăn thêm một sợi nữa, rồi một sợi nữa. Wow, cuốn không thể chối từ. À, cái này bento ăn rất cuốn, nhưng càng cuốn thì càng cay. Cay nhưng mà ăn vẫn cuốn, vẫn phải ăn thôi.